Trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là thứ 6, 16 tây tháng 10 năm 2015. Xin chào Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Trở lại với câu chuyện một thiếu niên đã bị đánh chết trong nhà thờ. Mà cái ngôi nhà thờ này, chúng tôi đọc lại cái nhà thờ này là Word of Life, có nghĩa là lời sự sống. Chúng tôi chưa thấy sự sống mà chưa chi là đã có người chết. Và lý do mà bây giờ cảnh sát tìm ra tại sao mà Lucas là cái em trai 19 tuổi bị cả cha, mẹ, chị và những thành viên trong nhà thờ này đánh hành hạ rồi để mà chết. Lý do là vì em này muốn bỏ nhà thờ này đi. Và họ tìm cách coi như là giữ em này lại. Và họ giữ bằng cách là đánh cho em này tới chết. Thì tôi không biết sau khi em này chết rồi, nếu mà theo niềm tin của tôn giáo thì có Chúa có cách lên thiên đàng hay là xuống địa ngục. Còn các người thánh như thế này, tôi không biết Chúa xử họ ra sao. Vì họ cũng nhân danh Chúa để mà đánh em này chết. Chưa xử được tại vẫn còn sống. Vẫn còn sống. Chỉ có em này chết rồi Chúa mới xử rồi. Tin cho biết thì hai vợ chồng, bố mẹ của em, hai em này, một em bị chết, em bị thương đó, là ông bà Bruce và Deborah Leona đó, hiện nay là trong tù nhưng mà họ không có hợp tác với giới điều tra. Họ hoàn toàn im lặng. Bởi vì cũng có thể là họ nghĩ rằng là cái này là Thượng Đế bảo tôi phải im lặng chăng. Riêng luật sư của bà Deborah thì cho biết là tôi không nghĩ rằng cái chuyện mà tấn công đánh em này chết là cái ý tưởng của bà Deborah. Tức là ai có luật sư, đầu tiên luật sư là chạy tội cho mình trước cái đã. Tức là ý ông nói là chắc là người khác làm, rồi bà này là chỉ thấy vậy thôi. Nhưng mà đây đó là cái chuyện điều tra rất là khó, mà trừ khi tất cả những người kia đứng ra nói, mà nói chưa chắc đã là đúng. Mà tôi nghĩ rằng những cái người mà đã vô cái bị dính vô cái gọi là gì, cái giáo phái này là coi như họ cũng xin lỗi quý vị, không biết có đụng chạm tâm thần, có vẻ là cũng không được bình thường. Cho nên mới có những suy nghĩ là như vậy. Nghĩ rằng là tà giáo, nghĩ rằng phải thế này thế kia. Đó, thì cái chuyện đó nó có. Cái điều tôi lấy làm lạ trong chuyện này là, thưa quý vị có biết là hiện nay chuyện này vẫn còn hiện hữu tại nước Mỹ. Vẫn còn hiện hữu tại nước Mỹ. Một số chính quyền địa phương biết nhưng mà họ làm lơ. Quý vị qua Utah, quý vị biết. Ví dụ như đạo Mormon. Về nguyên tắc bây giờ đạo này họ không cho, không ủng hộ chuyện đa thê nữa. Và chuyện đa thê nó bị cấm ở Mỹ. Nhưng ở vùng Utah nhiều nơi, và ở California nhiều nơi, và những New York, Upstate New York, những cái tiểu bang, cái vùng mà xa xôi đó, cái này nó vẫn còn được duy trì. Chẳng hạn như người Amish ở Pennsylvania, họ không làm gì cả, họ không có xài điện, không coi TV, không, họ sống cuộc đời phải rất là gọi là như thời kỳ ăn lông vào lỗ đó. Mà chính phủ vẫn phải nuôi những người đó, luật Mỹ nó vậy, biết sao bây giờ. Thì thôi tôi nuôi mấy anh chị ở yên đi. Không, nó đi xa hơn nữa là có những cái tư tưởng là phải nói là mê tín dị đoan mà dẫn đến những chuyện như thế này. Hôm nọ chúng tôi kể quý vị cái vụ Devoskian ở bên Waco đúng không? Rồi nhóm Heaven's Gate ở California. Hôm nọ quý vị nhớ một cái bản tin mà anh Long có nhớ là một cái nhóm 6-7 người Utah bị mà nước cuốn trôi đó. Là những cái, quý vị nhìn cái lối ăn mặc của họ, quý vị biết ngay, họ là trong những cái vùng rất sâu trong Utah, sống theo cái gọi là xã hội gọi là đa thê. Đó. Thì đừng ai lên tuyên bố gì thôi, chứ còn thực sự ra là không tuyên bố thì cứ ở như thế, chính quyền địa phương họ cũng lơ. Và cái chuyện này nó diễn ra ở tại nước Mỹ, làm cho nhiều người ngạc nhiên, và đến độ mà con người bị mất mạng là như vậy, thưa Long. Nhưng mà qua cái lý do mà bây giờ cảnh sát thấy ra là em này muốn bỏ cái nhà thờ này đi, và do đó mới bị... đánh chết như thế này, thì làm cho chúng ta suy nghĩ không có rất nhiều phụ huynh là ép buộc con cái của mình đi theo cái con đường tôn giáo của mình. Con đường tôn giáo nó không phải là một cái chuẩn mực đạo đức của xã hội hay là của chung của mọi người. Nó là một cái quan điểm hoàn toàn riêng.
Nếu mà những người này đều nói rằng là Thượng Đế cho chúng ta cái sự lựa chọn thì chúng ta cũng nên cho con cái chúng ta cái sự lựa chọn. Đúng vậy, đúng vậy. Sự ép ủ của tất cả các bậc cha mẹ mà bắt con cái của mình vào những cái con đường mà cực đoan như thế này thì thưa quý vị, chúng ta thấy rõ ràng nó kết thúc một cái chuyện mà không vui tí nào. Đáng lẽ nhà thờ này đặt tên là nhà thờ lời của sự sống mà bây giờ rốt cuộc là hành động của cái sự chết. À, sự sống trên chỗ khác. Sự sống ở chỗ khác. Nhưng mà khi quý vị chưa có đủ nhớn, nói như thế này anh, quý vị làm... chưa đủ nhớn, chúng tôi có quyền ép quý vị. Quý vị làm gì nhau, quý vị nhớn, quý vị muốn giữ đạo giữ, muốn bỏ không làm sao biết được, cha mẹ đâu có biết đâu. Tôi biết có nhiều người là sinh ra lớn lên trong cái gia đình mà gọi là truyền thống tôn giáo rồi đó, còn nhỏ chả biết mẹ bắt đi nhà thờ, mẹ bắt đi chùa thì đi thôi, nhưng mà khi nhớn là chúng nó nhận là điều chúng nó không thích thì chúng nó bỏ. Nhưng có đứa nó nói, có đứa nó không, nó bỏ im luôn, nó về, hoặc là nó gặp những cái vụ mà đi nhà thờ, nhà thánh, đi chùa nó né đó. Đại khái khi nó lớn thì nó tự quyết định, nhưng mà khi còn nhỏ thì tôi nghĩ là đa số cha mẹ là cũng nghĩ là Thượng Đế bắt chúng ta phải có nhiệm vụ phải làm chuyện đó, mặc dù chuyện đó là theo quan điểm xã hội là điều đó không đúng. Luật chúng tôi thấy trong rất nhiều người kể chia sẻ những kinh nghiệm đi chọn con đường tôn giáo là một cái sự chiêm nghiệm cả một cuộc đời. Vâng. Cho nên các đứa trẻ chúng chưa được cái kinh nghiệm đó để mà chọn cái con đường của mỗi một con người, đó là cái sự chúng tôi thấy là dùng cái từ gọi là một cái sự hiến thân vào cái sự giác ngộ của một từng cá nhân. Cho nên cái sự ép buộc nào giống trường hợp này đều là vô nghĩa. Nếu mà Thượng Đế mà thấy rằng là thằng bé đó hay đứa con đó nó đi theo con đường đó mà vì ép buộc, chúng tôi nghĩ rằng là Thượng Đế cũng không có chứa. Vâng. Phải là tự giác trong lòng mình đó. Nhưng chỉ đến khi cái người mà ép nó gặp Thượng Đế mới biết là mình sai thôi. Còn bây giờ chưa biết là mình sai, nghĩ rằng là mình phải làm chuyện này, nếu không làm là mình còn sai nên họ làm. Đó là lấn cấn của chúng ta. Lại một cái chuyện lại sẽ lúc nào cũng nóng hổi trong những ngày sắp tới, đó là tình hình tranh cử đi đến đâu. Thưa quý vị, cái chuyện mới đây nhất chúng ta nghe đó là chuyện các ứng cử viên Dân Chủ ra là tranh luận với nhau. Và bây giờ thì bên phía Dân Chủ, cái điều mọi người đang chờ đợi là ông phó Joe Biden có tuyên bố ra tranh cử hay không. Và nhiều người thì nhận xét rằng là nếu mà ông giờ này ông chưa nói hình như là hơi chậm. Anh Thân cho quay lại khúc này, chút xíu. Quay lại trước đó, ông trả lời buồn cười. Có người hỏi ông có ra ứng cử phong không? Ở tổng thống, ông nói tôi trả lời bằng tiếng Triều Tiên. I will answer in Korean. Xong người đó lại hỏi tiếp, nó bảo thôi đừng có hỏi, tôi không muốn trả lời. Tôi không muốn trả lời. Đây là cái lúc mà ông chuẩn bị đón bà tổng thống Nam Hàn. Vâng, xin mời anh tiếp. Và đó là cái chuyện mà bên phía Dân Chủ đang chờ đợi nhất là ông Joe Biden có đi ra tranh cử hay không. Và chúng ta vẫn còn phải chờ đợi cái chuyện này. Cho nên đây bây giờ chưa nói được gì cả. Nhưng về phía bà Hillary Clinton thì bà hiện tại bây giờ bà càng lúc bà càng nắm cái vị trí dẫn đầu mạnh hơn ở phía cho các ứng cử viên đảng Dân Chủ. Và trên màn ảnh quý vị có những cái hình ảnh mà chúng tôi muốn quý vị chứ anh Thanh lùi lại dùm cái cảnh mà trên sân khấu. Chúng ta có dịp chúng ta nhắc lại câu chuyện này. Hình ảnh mà bà Hillary Clinton có hất hai cái người ôm hai cái người mà đây từ từ nhá, hai người này là một cái chuyện rất đặc biệt. Đây là hai anh em sinh đôi có cái last name là Castro. Chúng ta nói về cái chuyện này một tí, hôm trước mình có nói rồi, mình có nói mình nói mạnh hơn nữa. Và đó, chúng ta sơ qua cái chuyện về phía Dân Chủ. Còn phía bên ứng cử viên Cộng Hòa thì sáng nay cái chuyện mà ầm ĩ nhất thưa quý vị lại là chuyện của ông Donald Trump và Ben Carson. Họ đang có cùng một cái ý tưởng, mặc dù hai ông này trong những ngày vừa qua cũng không có tấn công nhau lắm, nhưng mà cũng là ông này một cái thỏi thì ông kia cũng cho một cái đá. Nhưng mà hai ông này là sáng nay lại có cùng nhau một ý tưởng. Là ý tưởng gì anh Đỗ Dũng? Hai ông này dọa sẽ tẩy chay cái cuộc tranh luận của đài CNBC vào dự trù vào ngày 28 tháng 10 tới đây. Lý do là ông Trump ông bảo là quý vị không được để cho cái cuộc tranh luận kéo dài quá 2 tiếng đồng hồ mà không có cái là opening, tức là chào hỏi và bế mạc và kết thúc. Đó. Ông nói rằng là quý vị lợi dụng chúng tôi để mà quý vị coi như là chiếu cho lâu hơn để có nhiều khán giả. Ông bảo là cái đó là chơi không được. Ông nói là bây giờ tôi muốn là giới hạn chỉ trong 2 tiếng đồng hồ tối đa, không cần biết bao nhiêu ứng cử viên. Và ông nói là ông chỉ chấp nhận và Đảng Cộng Hòa nên chấp nhận cái chuyện kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ nếu điều đó có lợi cho Đảng Cộng Hòa. Còn nếu không, đừng có thèm chơi. Ông chỉ muốn 2 tiếng thôi, tức là đúng 120 phút thôi. Cái này cũng làm cho nhiều người ngạc nhiên.
Bởi vì sao? Ông Donald Trump là cái ông nói nhanh, nói lẹ và nói nhiều, và ông nói rất là nhiều. Cái là nếu bây giờ mà giới hạn thời gian thì làm sao ông nói được? À, làm sao ông chuyển cái thông điệp cũng được. Nhưng mà những cái người mà là dân bờ rồ với anh nói đó, họ bảo là ông này ông khôn lắm. Ông giới hạn như vậy để anh không thể nói nhiều hơn. Nhưng mà với cái đoạn thời gian như vậy, ông sẽ nói hiệu quả hơn những người khác. Đây là cũng là cái strategy. Và ông lại được ông Ben Carson ủng hộ, và hai ông này bảo bây giờ nếu mà CNBC mà kéo dài như vậy thì họ hăm dọa là họ sẽ không tham dự. Bởi vì ông biết mà. Ông bảo hey, bây giờ tôi là coi như là top, tôi hot tất cả. Ông nói luôn, trong tất cả cuộc thăm dò, cái nào tôi cũng đứng trên cả bà Clinton luôn. Tại sao mà quý vị phải là cho mình kia nói nhiều thế? Đó, đại khái ông còn nói là có một số tên không xứng đáng đứng lên nói với tôi nữa. Đó. Bây giờ cái chuyện đó là như vậy thì CNBC họ đang tính toán xem như thế nào để họ phản ứng trong cái chuyện này. Bởi vì nếu không á thì nói thật với anh Long, CNBC có làm cỡ nào làm mà không có ông Trump với ông Carson vô thì anh biết sao không? Giờ đó là người ta tắt TV, người ta không cần coi. Coi như là phim phim mà vai chính lại không xuất hiện. Không phải là vai chính nhưng mà là siêu sao. Siêu sao. Superstar. Siêu sao vai chính. Siêu sao vai chính hay là vai chính siêu sao đó. Ngày hôm qua quý vị có một cái thăm dò dư luận mới nhất của Đảng Cộng Hòa. Đại đa số cái người dân được hỏi là vẫn tin rằng ông Donald Trump nếu mà vào được đề cử, ông sẽ thắng tổng thống. Anh thấy không? Mặc dù các nhà phân tích thì quý vị, họ lên đài họ nói khắp nơi bảo ông này giống a joke, tức là anh chỉ nói bâng quơ, nói ba lát một cái gì chứ dòng sùng như mặt no, ông này không thể làm tổng thống được, anh nói bổ bã như thế. Nhưng mà hỏi người dân thì họ vẫn tin ông sẽ làm tổng thống, và ông sẽ làm tổng thống tốt. Hai đảng chỗ đó thành thử là bây giờ ông có vẻ như đang vô một cái position mà gọi là khá vững chắc. Nhưng mà hôm nọ đó ông trả lời phỏng vấn, ông cũng bắt đầu ông cho một số cái gọi là cái gì kìa, một số dấu hiệu tính chuyện rút lui. Ông cũng đang tính chuyện rút lui. Nãy anh Long nói một bên bà Clinton thì không có chuyện rút lui, bà Clinton bây giờ càng ngày càng nữa là gọi là vững chắc cho tới giờ phút này 22 tháng 10, chưa biết là ra ủy ban Benghazi là chuyện khác. Trong khi đó ông Donald Trump thì thưa quý vị, ông cũng vững chắc nhưng mà ông lại có một số cái hint, một số cái gọi là tiết lộ là có thể ông nghỉ chơi. Và cái chuyện bây giờ tẩy chay cái CNBC này cũng có thể là một dấu hiệu ông chừng. Đến lúc đó bảo, nếu mà tôi không thích là tôi về tôi làm ăn bình thường thôi. Trong cái chuyện mà ông đòi là gọi là giới hạn cái thời gian thưa quý vị, thì có một ông Ben Carson đồng ý, mà hai cái phong cách hai người là hai phong cách khác nhau. Như anh Dũng nói phân tích rằng là ông này là có nói, anh nói mà có nghĩa là có thể là trùm được cái người khác. Vâng. Thì ông muốn thời gian ngắn hơn thì ông sẽ chiếm được diễn đàn một cách là hiệu quả hơn. Nhưng mà ông Ben Carson thì chúng ta cũng hơi ngạc nhiên, ông này trong thời gian qua cái cách nói của ông không có thuyết phục được, không có vẻ thuyết phục, nhưng mà thật sự ông lại được người ta yêu chuộng. Vâng. Nhưng mà cái cách nói không thuyết phục, ông cũng lại cái chịu cái chuyện mà gọi là cái thời gian ngắn đi. Nhưng mà cũng có những người khác khi mà nghe ông Donald Trump nói như này, họ cũng có một cái phản bác. Và đặc biệt từ bà Carla Fiorina, bà nói cái gì? Xin quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại.